Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Có vận trình được bể trên ban phúc, xua tan vận hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải. Cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tuổi Canh Tý sinh năm 1960, tuyệt đối chú ý ba điều này, kẻo tiền bạc đội nón ra đi, dỡ nợ trắng tay đúng 4 tháng cuối năm 2024. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá vận trình tử vi của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong 4 tháng cuối năm 2024. Giai đoạn được dự báo sẽ mang lại nhiều thay đổi quan trọng từ tài lộc, sự nghiệp cho đến gia đạo. Tuổi Canh Tý sẽ có những cơ hội tuyệt vời để đón nhận vận may, phát triển công việc, nhưng đồng thời cũng phải cẩn trọng với những thử thách tiềm ẩn. Vậy, liệu bản mệnh Canh Tý có thể nắm bắt được những cơ hội vàng hay sẽ đối mặt với khó khăn gì? Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào từng khía cạnh để hiểu rõ vận trình của bạn trong thời gian tới. Đừng rời mắt khỏi màn hình vì ngay sau đây, tôi sẽ chia sẻ với các bạn những thông tin vô cùng quan trọng và thiết thực về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của người tuổi Canh Tý. Trong 4 tháng cuối năm 2024, bản mệnh Canh Tý sẽ trải qua những giai đoạn đầy biến động. Tháng 9 sẽ là thời điểm khởi đầu với một số thử thách, nhưng đây cũng là cơ hội để bạn tập trung, chuẩn bị sẵn sàng cho những cơ hội lớn hơn vào các tháng tiếp theo. Tháng 10 mang đến sự bùng nổ về tài chính và công việc, một giai đoạn lý tưởng để thực hiện các kế hoạch lớn. Tháng 11, gia đạo và các mối quan hệ cá nhân có dấu hiệu tích cực hơn, giúp bạn cảm thấy an yên và hạnh phúc. Đến tháng 12, tài lộc sẽ tiếp tục gia tăng, nhưng hãy chú ý đến sức khỏe và những mối quan hệ gia đình. Hãy cùng tôi khám phá chi tiết từng tháng và tìm hiểu những điều cần làm để có thể hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc và tận dụng tối đa cơ hội mà vũ trụ ban tặng cho bản mệnh Canh Tý trong 4 tháng cuối năm này. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi video ngay sau đây. Chấn động tuổi Canh Tý sinh năm 1960, tuyệt đối chú ý ba điều này, kẻo tiền bạc đội nón ra đi, dỡ nợ trắng tay, đúng 4 tháng cuối năm 2024. Thưa quý vị, trong 4 tháng cuối năm 2024, tuổi Canh Tý sẽ đối diện với nhiều thay đổi quan trọng. Đây là giai đoạn mà bản mệnh cần tỉnh táo và linh hoạt trong việc xử lý công việc và cuộc sống gia đình. Để đón nhận cơ hội và tránh những tai ương không mong muốn, hãy cùng đi sâu phân tích từng tháng, từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch để hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Canh Tý. Tháng 9 âm lịch, thời điểm khởi đầu, một số khó khăn nhỏ nhưng cơ hội dần xuất hiện. Tháng 9 âm lịch đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn cuối năm, nhưng cũng là tháng mà tuổi Canh Tý có thể gặp phải một vài trở ngại nhỏ trong công việc và cuộc sống đối với nhiều người. Những trở ngại này có thể đến từ sự bận rộn và áp lực công việc. Thời điểm này, các kế hoạch kinh doanh hoặc dự án có thể không diễn ra như mong đợi, dẫn đến cảm giác bất mãn và lo âu. Tuy nhiên, điều quan trọng là tuổi Canh Tý không nên nản lòng mà cần bình tĩnh, kiên nhẫn và chuẩn bị tinh thần để đối mặt với thử thách. Đây là giai đoạn bản mệnh có thể bắt đầu cảm nhận được những cơ hội nhỏ dần xuất hiện, và nếu biết nắm bắt kịp thời, bạn sẽ tạo nền tảng vững chắc cho những tháng tiếp theo. Trong công việc, bạn có thể gặp phải một số cản trở, nhưng hãy nhớ rằng đây chỉ là những thử thách ban đầu. Tháng 9 là thời điểm bạn cần xác định rõ ràng mục tiêu và lên kế hoạch chi tiết để đạt được thành công trong tương lai. Những dự án đã lên kế hoạch từ trước có thể gặp trở ngại, nhưng đây cũng là cơ hội để bạn rà soát, đánh giá lại cách thức làm việc và tìm ra hướng đi mới. Tài chính trong tháng này không có nhiều biến động lớn, có thể bạn sẽ cảm thấy mọi thứ khá ổn định, nhưng không nên quá kỳ vọng vào những thay đổi tích cực lớn về tài chính trong tháng này.
Điều quan trọng là cần tiết kiệm và tránh các khoản chi tiêu không cần thiết để chuẩn bị cho những giai đoạn tiếp theo. Sức khỏe trong tháng 9 tương đối ổn định nhưng không nên chủ quan. Áp lực công việc và cuộc sống có thể khiến bạn căng thẳng, mệt mỏi. Hãy duy trì chế độ ăn uống hợp lý và nghỉ ngơi đầy đủ để không bị suy yếu về tinh thần và thể chất. Tháng 10 âm lịch, tài lộc khởi sắc, nhiều cơ hội mới trong công việc và tài chính. Tháng 10 âm lịch là thời điểm tuổi Canh Tý bắt đầu cảm nhận được những thay đổi tích cực. Đây là tháng mà vận tài lộc của bản mệnh khởi sắc rõ rệt. Nếu trong tháng 9 bạn đã đặt nền tảng và chuẩn bị sẵn sàng, tháng 10 sẽ là lúc bạn thấy được kết quả của những nỗ lực trước đó. Trong tháng này, các cơ hội mới về công việc sẽ xuất hiện, mang lại cho bản mệnh những bước tiến rõ ràng hơn trong sự nghiệp. Đặc biệt là đối với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, đây là thời điểm lý tưởng để kết hợp đồng hoặc khởi động các dự án lớn. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng với các cam kết tài chính, đừng quá mạo hiểm đầu tư vào những lĩnh vực mà bạn chưa có đủ kiến thức. Tài chính trong tháng 10 có xu hướng thăng tiến, những khoản đầu tư từ trước bắt đầu mang lại lợi nhuận, giúp bạn có cảm giác an tâm hơn về mặt tài chính. Tuy nhiên, hãy lưu ý việc chi tiêu và quản lý tiền bạc một cách hợp lý, vì mặc dù vận tài lộc tốt, bạn vẫn cần đảm bảo không lãng phí tài sản vào những khoản chi tiêu không cần thiết. Công việc và tài lộc thăng tiến khiến bạn cảm thấy phấn khởi, nhưng đồng thời cũng cần chú ý đến việc cân bằng giữa công việc và sức khỏe. Tháng 10 vẫn còn tiềm ẩn một số căng thẳng do khối lượng công việc tăng cao, nên bạn cần tạo thói quen nghỉ ngơi đầy đủ và duy trì lối sống lành mạnh. Tháng 11 âm lịch, gia đạo và mối quan hệ cá nhân được cải thiện, sức khỏe ổn định hơn. Tháng 11 âm lịch là thời điểm mà tuổi Canh Tý có thể nhìn thấy sự hài hòa và ổn định trong các mối quan hệ gia đình và bạn bè. Nếu trong những tháng trước đây có bất đồng hoặc căng thẳng, tháng này sẽ mang lại sự bình an và hòa thuận cho bản mệnh. Công việc vẫn tiếp tục có dấu hiệu tiến triển tốt, nhưng đòi hỏi bạn cần phải cẩn thận trong các quyết định liên quan đến tài chính và đầu tư. Đây là thời điểm mà sự kiên nhẫn và kỷ luật sẽ giúp bạn duy trì được thành công trong công việc. Tài lộc trong tháng 11 tiếp tục phát triển, nhưng bạn cần đặc biệt chú ý đến việc quản lý tài chính. Hãy đảm bảo rằng các khoản đầu tư của bạn được đặt ở những lĩnh vực an toàn, tránh các rủi ro không cần thiết. Gia đình có thể là nguồn động viên lớn cho bạn trong tháng này, giúp bạn cảm thấy an tâm hơn về mặt tinh thần. Tháng 11 sẽ là giai đoạn sức khỏe của bản mệnh được cải thiện so với tháng trước. Bạn cảm thấy tinh thần thoải mái hơn nhờ sự ổn định trong gia đạo và công việc. Tuy nhiên, vẫn nên tiếp tục duy trì lối sống khoa học, không nên chủ quan trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Tháng 12 âm lịch, thời điểm chốt hạ năm, vận may tài chính tăng cao, nhưng cần chú ý sức khỏe và gia đình. Tháng 12 âm lịch là thời điểm bản mệnh Canh Tý chốt lại một năm đầy biến động với những thành tựu quan trọng. Đây là giai đoạn mà vận may tài chính tiếp tục tăng cao, nhưng cũng là lúc bạn cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe và các mối quan hệ gia đình. Công việc trong tháng 12 mang lại nhiều thành công, đặc biệt là đối với những ai đã có kế hoạch dài hạn và biết cách kiên nhẫn chờ đợi. Đây cũng là tháng bạn có thể hoàn thành những mục tiêu lớn trong năm và cảm thấy tự hào về những gì mình đã đạt được. Tài chính trong tháng này khá vượng, với nhiều khoản thu về từ các dự án hoặc đầu tư trước đó. Tuy nhiên, bạn cần tránh chi tiêu phung phí, đặc biệt là khi chuẩn bị cho các dịp lễ hội cuối năm. Việc bảo vệ tài sản và giữ gìn tài chính an toàn sẽ giúp bạn không gặp phải những rắc rối không mong muốn. Mặc dù công việc và tài lộc có nhiều điều tích cực, nhưng sức khỏe của bạn có thể gặp một số vấn đề nhỏ do căng thẳng tích tụ trong suốt cả năm. Tháng 12 cũng là thời điểm bạn cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, tránh để công việc làm gián đoạn mối quan hệ tình cảm và sức khỏe. Trên đây là tổng quan chi tiết về vận trình của tuổi Canh Tý trong 4 tháng cuối năm 2024. Mỗi tháng mang đến những cơ hội và thử thách riêng, đòi hỏi bản mệnh phải tỉnh táo, kiên nhẫn và biết cách nắm bắt cơ hội để đạt được thành công và tránh xa những rủi ro không mong muốn. Tiếp theo, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết từng phương diện trong cuộc sống, giúp các bác tuổi Canh Tý vượt đại hạn đến thời giàu sang. Trong 4 tháng cuối năm 2024, vận trình của tuổi Canh Tý sẽ có sự phân hóa rõ rệt theo từng phương diện, từ sự nghiệp, tài lộc cho đến sức khỏe và gia đạo. Mỗi khía cạnh đều có những điểm sáng nhưng cũng đi kèm với những thách thức. Hãy cùng phân tích kỹ hơn từng phương diện để bản mệnh Canh Tý có thể chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn quan trọng này. Đầu tiên, về phương diện sự nghiệp, cơ hội thăng tiến và lời khuyên về kế hoạch dài hạn.
Sự nghiệp của tuổi Canh Tý trong 4 tháng cuối năm 2024 sẽ có những bước phát triển tích cực, đặc biệt là vào tháng 10 âm lịch. Đây là thời điểm mà bản mệnh có thể cảm nhận rõ ràng nhất những cơ hội thăng tiến hoặc sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp trên. Nếu bạn đang mong chờ một sự thay đổi lớn trong công việc, thì tháng 10 chính là giai đoạn lý tưởng để triển khai các kế hoạch quan trọng. Tháng 9 âm lịch. Mặc dù gặp phải một số khó khăn và trở ngại trong công việc, nhưng đây cũng là thời gian để bản mệnh đánh giá lại các kế hoạch đã và đang thực hiện. Hãy coi những thử thách này là cơ hội để bạn học hỏi và chuẩn bị tốt hơn cho những bước đi tiếp theo. Lời khuyên: hãy tập trung vào các kế hoạch dài hạn thay vì chạy theo những mục tiêu ngắn hạn hoặc thành quả nhất thời. Điều này đặc biệt quan trọng trong tháng 10 khi công việc việc có xu hướng tiến triển mạnh mẽ. Việc lập kế hoạch kỹ càng, chi tiết và có tầm nhìn dài hạn sẽ giúp bạn xây dựng được nền tảng vững chắc cho sự nghiệp. Tránh các quyết định hấp tấp và đừng quá vội vàng thay đổi hướng đi trong sự nghiệp. Mặc dù có nhiều cơ hội thăng tiến, bản mệnh cần tỉnh táo để chọn lọc những cơ hội tốt nhất và phù hợp nhất với bản thân. Về phương diện tài lộc phát triển mạnh mẽ, nhưng cần quản lý tài chính hợp lý. Vận trình tài lộc của tuổi Canh Tý trong 4 tháng cuối năm 2024 cũng có sự khởi sắc đáng kể. Tháng 10 và tháng 12 âm lịch sẽ là hai giai đoạn bùng nổ về tài chính, khi mà những dự án đầu tư hoặc các hợp đồng kinh doanh có thể mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho bản mệnh. Đây là thời điểm lý tưởng để củng cố nền tảng tài chính và mở rộng các hoạt động kinh doanh nếu bạn đang hoạt động trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển về tài chính, bản mệnh cũng cần chú ý đến việc quản lý tài chính một cách hợp lý. Tháng 9 và tháng 11 là hai thời điểm mà bạn cần đặc biệt cẩn thận với các khoản đầu tư mạo hiểm hoặc những giao dịch có tính chất rủi ro cao. Đừng quá kỳ vọng vào những lợi nhuận ngắn hạn mà quên đi sự an toàn trong tài chính. Lời khuyên: hãy ưu tiên những hình thức đầu tư an toàn, đặc biệt là vào các lĩnh vực mà bạn có nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Nếu có ý định đầu tư vào các lĩnh vực mới hoặc chưa có nhiều thông tin, hãy tham khảo ý kiến của những chuyên gia tài chính trước khi ra quyết định, tránh các khoản chi tiêu không cần thiết. Đặc biệt là trong tháng 9, khi tài chính chưa có nhiều biến động lớn, dành thời gian để kiểm soát ngân sách và phân bổ tài chính một cách hợp lý. Điều này sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có trong tương lai. Về phương diện sức khỏe, ảnh hưởng từ công việc căng thẳng và lời khuyên giữ gìn sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Canh Tý trong 4 tháng cuối năm có thể chịu nhiều ảnh hưởng từ áp lực công việc, đặc biệt là trong tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Khối lượng công việc lớn cùng với áp lực tài chính có thể khiến bản mệnh cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi và mất cân bằng về mặt tinh thần. Tháng 11 và tháng 12 âm lịch, khi công việc dần ổn định hơn, sức khỏe của bản mệnh cũng có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe ổn định lâu dài, bản mệnh cần chú ý đến việc duy trì lối sống lành mạnh và tránh những thói quen xấu như thức khuya hoặc làm việc quá sức. Lời khuyên: hãy dành thời gian nghỉ ngơi đầy đủ và xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh, đặc biệt là trong những tháng công việc bận rộn như tháng 9 và 10. Bản mệnh cần hiểu rằng sức khỏe là yếu tố nền tảng để đảm bảo sự thành công lâu dài trong công việc. Tập thể dục thường xuyên, ăn uống điều độ và giữ cho tinh thần luôn thoải mái sẽ giúp bạn giảm bớt căng thẳng và duy trì sức khỏe tốt hơn. Đừng để công việc và áp lực tài chính làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, vì điều này sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng về lâu dài. Phương diện tình duyên và gia đạo, cải thiện tích cực và lời khuyên về sự hòa thuận. Gia đình và các mối quan hệ cá nhân của tuổi Canh Tý sẽ có những dấu hiệu cải thiện tích cực trong tháng 11 âm lịch. Đây là thời điểm mà những mâu thuẫn hoặc căng thẳng trong gia đình được hóa giải, mang lại sự bình an và hạnh phúc cho bản mệnh. Đồng thời, các mối quan hệ bạn bè và đồng nghiệp cũng có xu hướng hòa thuận hơn, giúp bạn cảm thấy thoải mái và được hỗ trợ nhiều hơn trong công việc. Tháng 12 âm lịch, bạn sẽ có cơ hội dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và những người thân yêu. Điều này giúp bản mệnh duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, từ đó tạo nên một nền tảng tinh thần vững chắc để đối mặt với những thử thách trong tương lai. Lời khuyên: đừng để công việc và áp lực tài chính làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ cá nhân. Hãy biết cách phân bổ thời gian hợp lý giữa công việc và gia đình, đặc biệt là vào tháng 11, khi bạn có cơ hội củng cố mối quan hệ gia đình, lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn với người thân, bạn bè, sẽ giúp bạn giảm bớt căng thẳng và tạo nên sự hòa thuận trong gia đình,
Tình cảm gia đình vững chắc sẽ là nguồn động viên lớn nhất giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Tổng kết lại, 4 tháng cuối năm 2024 là giai đoạn mà tuổi Canh Tý sẽ thấy rõ sự phát triển tích cực trong sự nghiệp, tài lộc và các mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, để đạt được thành công lâu dài, bản mệnh cần đặc biệt chú ý đến việc quản lý tài chính và giữ gìn sức khỏe. Tiếp theo là cách hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc giúp cô bác tuổi Canh Tý đón nhận cơn mưa tài lộc, đổi vận đổi đời, giàu sang sung sướng hết phần thiên hạ. Trong 4 tháng cuối năm 2024, tuổi Canh Tý sinh năm 1960 cần chú ý đến việc hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc để đảm bảo mọi việc diễn ra thuận lợi. Bản mệnh thuộc hành thổ, trong ngũ hành, thổ tương sinh với hỏa và tương khắc với mộc để kích hoạt năng lượng tích cực và giải trừ vận hạn. Việc lựa chọn các vật phẩm phong thủy hợp mệnh và thực hiện những nghi lễ đơn giản là điều rất quan trọng. 1. Vật phẩm phong thủy hợp với mệnh thổ của tuổi Canh Tý 1960. Trong ngũ hành, mệnh thổ đại diện cho đất đai, sự ổn định và bền vững. Vì vậy, những vật phẩm thuộc hành thổ và hỏa sẽ giúp tăng cường năng lượng tích cực, mang lại tài lộc và bảo vệ sức khỏe cho bản mệnh. Đá thạch anh vàng, xi chim. Thạch anh vàng là loại đá đại diện cho sự giàu sang, thịnh vượng và may mắn trong phong thủy. Màu vàng của thạch anh tương sinh với hành thổ, giúp bản mệnh tăng cường tài lộc, hấp thụ năng lượng tốt và hóa giải những khó khăn. Đặt một quả cầu thạch anh vàng trên bàn làm việc hoặc đeo vòng tay đá thạch anh vàng sẽ giúp kích hoạt năng lượng tích cực, thu hút vận may về tài chính. Đá mắt hổ nâu đỏ. Đá mắt hổ nâu đỏ cũng là một trong những vật phẩm phong thủy thuộc hành thổ, giúp gia tăng sự kiên định, tự tin và tinh thần lạc quan cho bản mệnh. Việc đeo vòng tay hoặc đặt một viên đá mắt hổ trên bàn làm việc có thể giúp bạn giải quyết tốt các tình huống khó khăn, đồng thời thu hút tài lộc và may mắn. Tượng kỳ lân hoặc tỳ hưu. Kỳ lân và tỳ hưu là hai biểu tượng phong thủy mạnh mẽ, giúp hóa giải vận hạn và bảo vệ gia đình khỏi những điều xui xẻo. Đặt một bức tượng kỳ lân hoặc tỳ hưu trong nhà, đặc biệt là ở vị trí tài lộc phía đông nam của ngôi nhà, sẽ giúp bản mệnh kích hoạt tài lộc và mang lại sự bình an cho gia đình. 2. Nghi lễ phong thủy đơn giản giúp hóa giải vận hạn trong tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Tháng 9 và tháng 10 âm lịch là hai giai đoạn bản mệnh tuổi Canh Tý có thể gặp phải những thử thách và khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống. Vì vậy, để hóa giải những vận hạn và tránh rủi ro, bản mệnh nên thực hiện một số nghi lễ phong thủy đơn giản để thanh lọc năng lượng và bảo vệ gia đình. Xông nhà bằng thảo mộc. Xông nhà là một phương pháp thanh lọc không khí, loại bỏ năng lượng tiêu cực và thu hút năng lượng tích cực vào ngôi nhà. Bản mệnh có thể sử dụng các loại thảo mộc như trầm hương, bạch đàn hoặc lá xả để xông nhà vào ngày đầu tháng hoặc trước khi có sự kiện quan trọng. Nên xông từ cửa chính, đi theo chiều kim đồng hồ quanh ngôi nhà để năng lượng tốt lưu thông, giúp gia đình tránh được vận hạn và thu hút tài lộc. Thắp hương và cầu an. Thắp hương là một nghi thức đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lớn trong việc bảo vệ gia đình và hóa giải vận hạn vào các ngày mùng 1 và rằm. Bản mệnh nên thắp hương trước bàn thờ tổ tiên hoặc ở các vị trí quan trọng trong nhà. Đồng thời, có thể thỉnh một bức tượng Phật nhỏ để cầu bình an cho gia đình, giúp hóa giải những điều không may mắn và mang lại sự bình yên trong tâm hồn. Đặt chậu cây xanh thuộc hành quả. Đối với bản mệnh thổ, hành quả là yếu tố tương sinh, giúp củng cố sức mạnh và năng lượng tích cực. Do đó, bản mệnh có thể đặt một chậu cây xanh thuộc hành quả như cây hồng môn, cây lan quân tử hoặc cây trầu bà đỏ ở góc tài lộc trong nhà hoặc nơi làm việc. Điều này sẽ giúp tăng cường dưỡng khí, thu hút tài lộc và hóa giải những rủi ro tiềm ẩn trong các tháng khó khăn. 3. Làm từ thiện và tạo phúc để thu hút năng lượng tích cực vào phước lành. Cuối cùng, một trong những cách hiệu quả nhất để hóa giải vận hạn và thu hút tài lộc là thông qua việc làm từ thiện và tạo phúc. Theo quan niệm phong thủy, những hành động thiện nguyện không chỉ giúp bản mệnh giải trừ nghiệp chướng mà còn tạo ra một dòng chảy năng lượng tích cực, mang lại phước lành cho bản thân và gia đình. Làm từ thiện. Bản mệnh có thể đóng góp vào các hoạt động từ thiện, quyên góp, giúp đỡ người khó khăn hoặc tham gia các chương trình xã hội nhằm hỗ trợ cộng đồng. Khi bạn gieo hạt giống của lòng tốt, bạn không chỉ tích đức cho mình mà còn tạo ra năng lượng tích cực lan tỏa trong cuộc sống. Điều này sẽ giúp bạn giảm bớt các vận hạn và đón nhận những cơ hội may mắn hơn trong công việc và cuộc sống. Tạo phúc. Hành động tạo phúc có thể thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, từ việc giúp đỡ người thân,
bạn bè đến những việc làm nhỏ như dành thời gian chăm sóc người già, trẻ nhỏ. Bản mệnh Canh Tý có thể bắt đầu bằng những việc làm nhỏ trong cuộc sống hàng ngày để nuôi dưỡng lòng nhân ái, giúp gia đình và xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Việc hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc không chỉ dựa vào các vật phẩm phong thủy hay nghi lễ đơn giản, mà còn phụ thuộc vào tâm thái và cách hành xử của bản mệnh trong cuộc sống. Hãy luôn giữ cho mình một tâm hồn trong sáng, biết làm việc thiện và sống đúng đắn, từ đó vận mệnh sẽ tự khắc chuyển biến theo hướng tích cực. Tiếp theo chương trình là phần vô cùng quan trọng, đó là những điều cần tránh trong 4 tháng cuối năm 2024, giúp cô bác tuổi Canh Tý nắm chắc phần thắng trong tay. Trong 4 tháng cuối năm 2024, mặc dù vận trình của tuổi Canh Tý có những khởi sắc nhất định, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ và rủi ro mà bản mệnh cần chú ý để tránh. Từ việc đầu tư mối quan hệ gia đình cho đến lối sống hàng ngày, đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc và tinh thần của bạn. Dưới đây là những điều quan trọng mà bản mệnh cần tránh để có một kết thúc năm an toàn và thành công. 1. Sai lầm trong đầu tư, tránh các dự án không rõ ràng hoặc có rủi ro cao. Thời điểm cuối năm thường là lúc bản mệnh Canh Tý có xu hướng mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư vào các dự án mới. Tuy nhiên, đây cũng là lúc mà các rủi ro tài chính có thể xuất hiện, đặc biệt là từ các dự án không rõ ràng hoặc có tính chất mạo hiểm cao. Trong tháng 9 và tháng 10 âm lịch, khi vận tài lộc bắt đầu khởi sắc, bản mệnh có thể cảm thấy tự tin hơn trong việc đầu tư, nhưng điều này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không có sự thận trọng. Điều cần tránh: đầu tư mạo hiểm, những dự án hứa hẹn lợi nhuận cao thường đi kèm với mức độ rủi ro lớn, bản mệnh nên tránh xa các dự án thiếu minh bạch hoặc không rõ ràng về nguồn vốn, đối tác hoặc các yếu tố pháp lý. Nếu không chắc chắn về một khoản đầu tư, đừng ngần ngại từ chối và chọn hướng đi an toàn hơn. Thiếu sự tư vấn chuyên nghiệp. Đối với những khoản đầu tư lớn hoặc các giao dịch tài chính quan trọng, việc không tham khảo ý kiến từ các chuyên gia tài chính hoặc người có kinh nghiệm sẽ dễ dẫn đến những quyết định sai lầm. Hãy luôn giữ cho mình sự tỉnh táo và cân nhắc kỹ trước khi đầu tư. Lời khuyên: tập trung vào những dự án mà bạn đã có nhiều kinh nghiệm và kiến thức. Đừng mạo hiểm với những lĩnh vực mới mà bạn chưa có đủ thông tin hoặc chưa có sự hiểu biết rõ ràng. Trong tháng 9 và tháng 10, mặc dù tài lộc khởi sắc, bản mệnh cần cân nhắc kỹ lưỡng các khoản đầu tư và tránh tham gia vào những dự án có mức độ rủi ro cao. Điều này sẽ giúp bạn tránh được các tổn thất không đáng có. 2. Xung đột gia đình, tránh mang áp lực công việc về nhà, đặc biệt vào tháng 11 âm lịch. Trong những tháng cuối năm, áp lực công việc và tài chính có thể khiến bản mệnh dễ dàng mang theo thẳng về nhà. Điều này có thể dẫn đến những xung đột gia đình không đáng có, làm ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ với người thân. Đặc biệt là trong tháng 11 âm lịch, khi công việc và gia đạo đều đóng vai trò quan trọng, việc giữ hòa khí trong gia đình sẽ giúp bản mệnh có một tinh thần thoải mái hơn để đối mặt với các thách thức bên ngoài. Điều cần tránh: mang áp lực công việc về gia đình, sự căng thẳng từ công việc, tài chính có thể dễ dàng làm bạn mất kiên nhẫn hoặc gây ra những cuộc tranh cãi nhỏ nhặt trong gia đình. Nếu không biết cách giải tỏa căng thẳng, bản mệnh sẽ vô tình đẩy mối quan hệ gia đình vào tình trạng căng thẳng, thiếu sự quan tâm, đôi khi vì quá tập trung vào công việc. Bạn có thể bỏ quên những khoảnh khắc quan trọng với gia đình, điều này dễ dẫn đến cảm giác xa cách hoặc bất đồng với người thân, làm tổn thương mối quan hệ gia đình. Lời khuyên: hãy biết cách tách bạch giữa công việc và gia đình, khi ở nhà hãy dành thời gian cho gia đình, trò chuyện và chia sẻ với người thân thay vì mang theo áp lực công việc về nhà. Điều này không chỉ giúp bạn giảm bớt căng thẳng mà còn làm tăng sự gắn kết trong gia đình. Trong tháng 11, hãy cố gắng duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Đừng để công việc lấn át mọi thứ, mà hãy tạo ra những khoảng thời gian chất lượng với người thân. 3. Lối sống thiếu khoa học, tránh căng thẳng và lối sống không lành mạnh. Sức khỏe là một trong những yếu tố mà bản mệnh cần đặc biệt chú ý trong 4 tháng cuối năm 2024. Mặc dù công việc và tài chính có nhiều bước tiến, nhưng nếu không duy trì lối sống khoa học, bản mệnh có thể dễ dàng gặp phải các vấn đề về sức khỏe. Đặc biệt là trong tháng 9 và tháng 10, áp lực công việc cùng với việc thiếu chăm sóc sức khỏe có thể dẫn đến mệt mỏi, suy kiệt sức lực và ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Điều cần tránh: thức khuya, làm việc quá sức. Một trong những sai lầm lớn nhất mà bản mệnh thường mắc phải là làm việc quá sức, đặc biệt là khi vận trình tài lộc khởi sắc.
Việc thiếu ngủ, thức khuya hoặc không có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ sẽ khiến cơ thể suy yếu và tinh thần căng thẳng. Bỏ bê việc chăm sóc bản thân. Công việc bận rộn không nên là lý do để bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe. Những thói quen như bỏ bữa, ăn uống không điều độ hoặc thiếu vận động có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Lời khuyên, hãy duy trì lối sống lành mạnh bằng cách sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, đặc biệt là trong những tháng bận rộn như tháng 9 và tháng 10. Bản mệnh cần ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ và tập thể dục thường xuyên để đảm bảo sức khỏe. Đừng để áp lực công việc làm ảnh hưởng đến cơ thể và tinh thần của bạn. Khi cảm thấy quá tải, hãy dành thời gian để thư giãn và tái tạo năng lượng, tránh rơi vào tình trạng kiệt sức. Tổng kết lại, 4 tháng cuối năm 2024 sẽ mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đi kèm với những thử thách lớn cho tuổi Canh Tý. Việc tránh xa các sai lầm trong đầu tư, giữ gìn hòa khí gia đình và duy trì lối sống lành mạnh sẽ giúp bản mệnh có một giai đoạn cuối năm thành công và an toàn. Khi bước vào những tháng cuối năm 2024, tuổi Canh Tý không chỉ cần phải đối mặt với các thách thức từ công việc, tài chính mà còn cần suy ngẫm về hành trình cuộc sống của mình. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960 đã trải qua hơn 6 thập kỷ sống, chứng kiến nhiều biến động của cuộc đời và bài học lớn nhất mà bản mệnh cần ghi nhớ chính là tinh thần không ngừng đổi mới để thích nghi với mọi thay đổi. 1. Cuộc sống luôn thay đổi, giữ vững tinh thần lạc quan và không bỏ cuộc. Trong cuộc sống, thay đổi là điều không thể tránh khỏi, những thử thách và cơ hội luôn đến bất ngờ. Đôi khi chúng mang lại thành công rực rỡ, nhưng cũng có lúc lại tạo ra khó khăn. Đối với tuổi Canh Tý, bài học lớn nhất có lẽ là khả năng đối diện với thay đổi bằng tinh thần lạc quan. Cuộc sống luôn có những lúc lên xuống, nhưng điều quan trọng là cách bạn đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Bài học từ cuộc sống. Cuộc đời không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng kế hoạch. Có những lúc bạn có thể mất phương hướng hoặc phải đối mặt với những biến động khó lường. Nhưng chính trong những thời điểm đó, nếu bạn giữ vững niềm tin và tinh thần lạc quan, bạn sẽ luôn tìm thấy lối thoát. Những người thành công không phải là những người không bao giờ thất bại, mà là những người luôn biết cách vươn lên sau mỗi thất bại. Lời khuyên, đừng quá lo lắng trước những thử thách. Mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua và mỗi thử thách đều mang đến một bài học quý giá. Hãy coi những thay đổi là cơ hội để trưởng thành và phát triển. Khi gặp khó khăn, hãy dừng lại một chút để suy ngẫm, sau đó tiếp tục tiến bước. Sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc chính là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi biến cố. 2. Cân bằng giữa công việc, cuộc sống cá nhân và các mối quan hệ xã hội. Trong cuộc sống hiện đại, một trong những bài học quan trọng nhất là phải biết cách duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Tuổi Canh Tý với nhiều kinh nghiệm sống và sự từng trải, có thể dễ dàng bị cuốn vào công việc hoặc các trách nhiệm xã hội, dẫn đến việc quên mất những điều quan trọng trong cuộc sống cá nhân và gia đình. Bài học từ cuộc sống. Sự cân bằng không chỉ giúp bạn đạt được thành công trong công việc mà còn giúp tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc và bình an. Công việc có thể mang lại cho bạn sự tự hào và cảm giác thành tựu, nhưng mối quan hệ gia đình, tình cảm bạn bè lại là nguồn động lực và năng lượng lớn nhất. Đừng để những lo toan công việc khiến bạn quên đi niềm vui từ những người thân yêu và đừng để các mối quan hệ bị lãng quên vì sự bận rộn của cuộc sống. Lời khuyên, hãy dành thời gian cho gia đình và người thân. Dù bạn bận rộn đến đâu, mối quan hệ với gia đình và bạn bè không chỉ là nguồn động viên lớn nhất mà còn giúp bạn cảm thấy bình yên và hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Trong công việc, hãy biết cách phân chia thời gian hợp lý để mỗi ngày của bạn luôn có sự cân bằng giữa trách nhiệm công việc và niềm vui cuộc sống cá nhân. 3. Tìm kiếm niềm vui từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống, học cách sống chậm lại. Cuộc sống hiện đại đầy bận rộn, áp lực và cạnh tranh khiến nhiều người dễ bị cuốn vào dòng xoáy của công việc và thành tựu. Tuy nhiên, điều mà tuổi Canh Tý cần ghi nhớ là đôi khi hạnh phúc không đến từ những điều lớn lao, mà từ chính những khoảnh khắc nhỏ bé xung quanh. Bài học từ cuộc sống. Đôi khi chúng ta quá mải mê theo đuổi những mục tiêu lớn mà bỏ quên những niềm vui giản dị ngay trong cuộc sống hàng ngày. Những bữa cơm gia đình, những buổi chiều thư giãn bên tách trà hay những khoảnh khắc yên bình bên người thân đều có giá trị lớn lao. Sống chậm lại, tận hưởng những khoảnh khắc đó là cách tốt nhất để cảm nhận hạnh phúc và cân bằng cuộc sống. Lời khuyên, hãy học cách sống chậm lại và dành thời gian để tận hưởng những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống. Đôi khi chỉ cần một cuộc trò chuyện chân thành với người thân, một buổi chiều đi dạo trong công viên hay đơn giản là đọc một cuốn sách cũng đủ để giúp bạn thấy yêu đời và an yên.
Khi cuộc sống trở nên quá căng thẳng, đừng ngần ngại dành thời gian cho bản thân. Một khoảnh khắc tĩnh lặng sẽ giúp bạn lấy lại sự cân bằng và tạo ra nguồn năng lượng mới để tiếp tục đối mặt với những thử thách. 4. Học cách thích nghi với những thay đổi. Bài học của sự linh hoạt. Sự linh hoạt và khả năng thích nghi là một trong những bài học lớn mà tuổi Canh Tý cần ghi nhớ. Trong thời đại mà mọi thứ thay đổi nhanh chóng, khả năng thích ứng với những biến động là chìa khóa giúp bản mệnh vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Bài học từ cuộc sống. Không có gì là cố định trong cuộc sống. Những thay đổi về công việc, tài chính, thậm chí là sức khỏe đều có thể đến một cách bất ngờ. Điều quan trọng không phải là bạn đối diện với những thay đổi như thế nào, mà là cách bạn thích nghi với chúng ra sao. Nếu biết cách linh hoạt và mở lòng trước những điều mới mẻ, bạn sẽ dễ dàng vượt qua các biến cố và biến những thách thức thành cơ hội. Lời khuyên: khi gặp phải những thay đổi lớn trong cuộc sống, hãy bình tĩnh đối diện và tìm cách thích nghi. Đừng cố gắng chống lại sự thay đổi mà hãy đón nhận nó với thái độ cởi mở. Mọi thứ đều có lý do của nó và đôi khi những thay đổi không mong muốn lại mang đến những cơ hội tiềm ẩn. Hãy linh hoạt trong tư duy và hành động. Đôi khi, việc thử những điều mới mẻ hoặc thay đổi cách làm việc sẽ giúp bạn khám phá ra những cơ hội mà trước đây bạn chưa từng nghĩ đến. 5. Tạo dựng sự bền vững trong cuộc sống. Lời khuyên về sự ổn định. Khi đã đi qua hơn 6 thập kỷ của cuộc đời, bản mệnh Canh Tý đã hiểu rõ hơn ai hết về giá trị của sự ổn định và bền vững. Dù là trong công việc, gia đình hay tài chính, sự bền vững luôn là mục tiêu mà bất kỳ ai cũng hướng tới. Tuy nhiên, để đạt được điều này, bản mệnh cần xây dựng nền tảng từ từ, không vội vàng và luôn giữ vững sự kiên nhẫn. Bài học từ cuộc sống. Sự ổn định không đến từ những thành công chóng vánh hay những khoản lợi nhuận ngắn hạn, mà từ những quyết định đúng đắn và lâu dài. Hãy luôn kiên nhẫn trong việc xây dựng sự nghiệp, gia đình và cuộc sống cá nhân. Mọi thứ đều cần thời gian để phát triển và chỉ khi bạn đầu tư công sức vào những điều thực sự quan trọng, bạn mới đạt được sự bền vững. Lời khuyên: trong công việc và tài chính, hãy luôn hướng đến sự bền vững. Đừng chạy theo những thành công nhất thời mà quên đi tầm nhìn dài hạn. Điều quan trọng là xây dựng một nền tảng vững chắc để đảm bảo sự phát triển lâu dài. Đối với gia đình và các mối quan hệ xã hội, hãy luôn duy trì sự ổn định và bình an. Đôi khi sự bình lặng lại là nền tảng cho hạnh phúc thực sự. Bài học quan trọng nhất mà tuổi Canh Tý có thể rút ra trong 4 tháng cuối năm 2024 là biết cách giữ vững tinh thần lạc quan. Sống chậm lại để tận hưởng niềm vui từ những điều nhỏ bé và luôn linh hoạt trước mọi thay đổi của cuộc sống. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua các phân tích chi tiết về vận trình của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong 4 tháng cuối năm 2024. Đây là giai đoạn mà bản mệnh sẽ đối diện với cả cơ hội và thách thức. Những tháng như tháng 10 và tháng 12 mang đến nhiều cơ hội tuyệt vời về tài lộc và sự nghiệp. Nhưng đừng quên cẩn trọng trong việc đầu tư, đặc biệt là trong tháng 9 và tháng 11, khi có những rủi ro tiềm ẩn. Điều quan trọng nhất là bạn cần giữ vững tinh thần lạc quan, biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân và không ngừng học hỏi để đón nhận mọi thay đổi trong cuộc sống. Hãy tận dụng tối đa những cơ hội tốt đẹp trong thời gian tới, nhưng cũng đừng quên cảnh giác với những rủi ro, nhất là khi liên quan đến tài chính và sức khỏe. Quý vị thân mến, nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ video này với bạn bè và gia đình. Đồng thời để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận bên dưới. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin tử vi quan trọng khác trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc bạn có một giai đoạn cuối năm thật nhiều may mắn và thành công.